Chào quý vị các bạn, nối tiếp series giới thiệu các linh kiện, các dịch vụ tại di động cao cấp.vn. Hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu các bạn dịch vụ mới đang được triển khai tại các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Các dịch vụ thay mới loa ngoài của điện thoại Mobistar Line Zozo, dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Mobistar Line Zozo hỏng loa ngoài. Trên hình các bạn thể thấy đây là phần loa ngoài của điện thoại Mobistar Line Zozo được gắn chết trên xương máy như này. Đó, các bạn thể thấy. Để tiết kiệm thời gian của quý vị các bạn thì mình đã tháo rời hết rồi. Đây là phần loa ngoài của Mobistar Line Zozo. Khi khách hàng gặp có sự cố liên quan loa ngoài của Mobistar Line Zozo, quý khách hàng chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn tư vấn và hướng dẫn thay mới cụm loa ngoài của điện thoại Mobistar Line Zozo cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn, quý khách hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi điện thoại đường dây nóng 04 66 75099 để tư vấn hướng dẫn cụ thể nhanh chính xác nhất. Một lần nữa, di động cao cấp.vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Mobistar Line Zozo tại di động cao cấp.vn chúng tôi.